Xuống đi em ơi. Uầy, cao lên em nhảy xuống gãy chân à? Có đoạn nhảy xuống này, cứ nhảy đây. Ôi, em sợ gãy chân lắm. Nhảy xuống đây. Ui. Nhảy xuống. Không có không nhảy đâu. Mày cứ nhảy xuống đây, gãy chân đau lo à? Con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp không khỏi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%. Ui rồi. Mày ngồi yên xem nào, để tao gọi. Người ta cam kết chứ khoảng 100% cơ mà. Mày. Nhưng mà gãy đôi tay khoảng ra được. Người ấy vẫn cứ khỏi, cứ lành lặn là bình thường. Mày cứ ngồi yên để tao gọi. Ngồi yên nào. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chú ba bì mô nhé nhó. Mô nhé nhó.